Thông tin từ báo VOV cho biết, tối ngày 13 tháng 10, máy bay không người lái UAV của lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã xuyên thủng lưới phòng không và tấn công vào một địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Israel, gây thương vong nặng nề cho quân đội Israel. Thông báo sáng sớm ngày 14 tháng 10 của lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận có 4 quân nhân thiệt mạng và 51 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công UAV của phong trào Hezbollah vào khu vực Bin Yamina, miền trung Israel hồi tối qua. Điều tra ban đầu cho thấy, hai chiếc UAV hiệu Misat của Hezbollah đã xâm nhập từ phía biển vào lãnh thổ Israel. Radar phòng không Israel đã phát hiện các thiết bị bay và phát tín hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, lưới phòng không Israel chỉ bắn hạ được một chiếc tại vị trí phía bắc bờ biển Haifa, chiếc còn lại đánh trúng một địa điểm đông người ở Bin Yamina. Trong số 51 binh sĩ bị thương, có 7 trường hợp nguy kịch. Trước đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố các UAV mang thuốc nổ của nhóm này đã đánh trúng căn cứ của lữ đoàn Golani ở miền trung Israel. Hezbollah khẳng định cuộc tập kích đã thành công. Đây được coi là một trong những cuộc tấn công UAV gây thương vong nặng nề nhất cho quân đội Israel kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới bùng phát vào ngày 8 tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, cuộc tập kích UAV của Hezbollah tối qua một lần nữa cho thấy hệ thống phòng không đa tầng hiện tại của Israel hoàn toàn có thể bị xuyên thủng, ngay cả với thiết bị bay không người lái có tốc độ không quá cao, trần bay thấp và số lượng không quá nhiều. Thực tế này có thể buộc Israel phải tiếp tục trì hoãn việc tung ra đòn tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel vào tối ngày 1 tháng 10 vừa qua. Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, giới chức Mỹ tin Israel đã quyết định mục tiêu tấn công trả đũa Iran và quân đội của họ chỉ còn chờ lệnh triển khai. Các quan chức Mỹ cuối tuần qua nói với đài NBC rằng Israel đã xác định được cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng ở Iran có thể trở thành mục tiêu tấn công trả đũa của Tel Aviv. Không có mục tiêu nào trong số này là cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa ấn định ngày tiến hành một cuộc phản công. Mặc dù không biết Israel sẽ thực hiện các cuộc tấn công khi nào và như thế nào, nhưng các quan chức Mỹ tin quân đội Israel đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ triển khai tấn công Iran bất cứ khi nào có lệnh. Giới chức Mỹ nhấn mạnh họ không chắc liệu Israel có chia sẻ kế hoạch chi tiết với Washington hay không. Ngoài ra, không rõ liệu bản thân các quan chức Israel có quyết định về một kế hoạch hoặc khung thời gian cụ thể hay không. Nội các Israel đã họp hôm 10 tháng 10 để thảo luận về cách thức đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi đầu tháng. Thời điểm đó, CNN dẫn nguồn thạo tin cho hay Israel vẫn chưa quyết định cách đáp trả, song khác biệt trong quan điểm của Israel và đồng minh Mỹ đang dần thu hẹp. Washington cho rằng Tel Aviv có quyền đáp trả, song Tổng thống Mỹ Joe Biden khuyến cáo Israel chỉ nên đáp trả tương xứng, không nên tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Washington được cho là cũng không mặn mà với phương án tấn công nhằm vào cơ sở dầu Iran giữa lúc có lo ngại nguồn cung dầu bị ảnh hưởng. Nhà Trắng cho biết, ngày 9 tháng 10, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về biện pháp đáp trả Iran, nhưng không công bố thông tin chi tiết. Ông Biden và Netanyahu cũng thảo luận về cuộc tấn công của Israel chống lại đồng minh Hezbollah của Iran ở Liban. Iran thấp thỏm lo ngại một cuộc trả đũa quy mô lớn của Israel sau khi Tehran bắn khoảng 200 tên lửa nhằm vào Israel hôm 1 tháng 10. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, "Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, song chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh hay leo thang tình hình. Israel có thể thử thách quyết tâm của Iran." Iran cũng kêu gọi các nước vùng vịnh không cho phép Israel sử dụng không phận để thực hiện vụ tấn công nhằm vào Iran. Tehran nhấn mạnh, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel sẽ bị coi là đã vượt qua ranh giới đỏ và sẽ phải chịu thiệt hại tương ứng. Ngoài ra, quân đội Iran đã lên sẵn ít nhất 10 phương án để đáp trả hành động của Israel. Ngoại trưởng Araghchi hôm qua cũng chỉ trích việc Mỹ có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng không và nhân viên vận hành đến Israel. Ông nói, Mỹ đã cung cấp số lượng vũ khí kỷ lục cho Israel. Giờ đây, họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội mình vào nguy hiểm khi triển khai vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ ở Israel. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến tranh tổng lực trong khu vực, nhưng tôi nói rõ, chúng tôi không có ranh giới đỏ trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam ngày 13 tháng 10 đưa tin, tình hình tiếp tục trở nên căng thẳng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, khi các bên đều duy trì lập trường cứng rắn và không có giải pháp hòa bình nào được đưa ra. Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 10 đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực thảm khốc khi Israel phải đối mặt với các cuộc tấn công
từ cả hai phía Hezbollah ở Liban và Hamas ở dải Gaza. Thông qua lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này tại Liban, UNIFIL, Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang của cuộc chiến. Người phát ngôn của UNIFIL, Andriy Tenenty, lưu ý cuộc xung đột hiện tại có thể sớm biến thành một cuộc chiến tranh khu vực với hậu quả thảm khốc cho tất cả các bên liên quan. Ông Tenenty nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết cuộc xung đột này và kêu gọi các bên cần nỗ lực hướng tới hòa bình. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi Israel liên tục tiến hành các cuộc không kích vào cả hai mặt trận này, trong khi các phong trào thân Iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa vào miền Bắc Israel, đặc biệt là khu vực xung quanh thành phố Haifa. Cuộc xung đột đang diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự quy mô lớn của Israel nhằm vào các mục tiêu của cả Hamas và Hezbollah bắt đầu từ cuối tháng 9 và kéo dài sang tháng 10. Trong khi đó, Hezbollah đã liên tục bắn tên lửa và pháo kích vào miền Bắc Israel, khiến căng thẳng giữa hai bên càng gia tăng. Các cuộc không kích của Israel mới đây đã gây ra những thiệt hại nặng nề về nhân mạng ở Liban và Gaza. Bộ Y tế Liban xác nhận ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào 3 địa điểm tại miền nam nước này. Số thương vong có thể còn tiếp tục tăng khi các cuộc tấn công không có dấu hiệu chấm dứt. Trong bối cảnh đó, Hezbollah đã bắn khoảng 320 quả đạn pháo vào Israel chỉ trong dịp lễ Yom Kippur, trong khi Israel phản công bằng cách tấn công khoảng 280 mục tiêu tại Liban và Gaza. Trong khi đó, tình hình tại Gaza cũng trở nên tồi tệ. Các hoạt động quân sự của Israel đã gây ra con số thương vong lớn tại đây, với trên 42.000 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường. Các cơ quan quốc tế như UNRWA, Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine đã lên tiếng về thảm cảnh của hàng trăm nghìn người khi bị mắc kẹt trong các khu vực bị bao vây bởi quân đội Israel, đặc biệt là xung quanh khu vực Jabalia. Mặc dù Israel đã cảnh báo sơ tán dân cư tại một số khu vực, nhiều người vẫn không thể rời khỏi do tình trạng giao tranh ác liệt và thiếu phương tiện di chuyển. Liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, 5 binh sĩ của UNIFIL đã bị thương trong các cuộc giao tranh ở miền nam Liban. Một số quốc gia bao gồm Pháp và Ireland đã cáo buộc Israel cố ý nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình, gây tổn thất nghiêm trọng cho các cơ sở đồn trú của họ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Liban, cho đến nay tất cả đều thất bại. Chính quyền Liban đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành một nghị quyết mới kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Tuy nhiên, nhiều quốc gia như Jordan đã lên tiếng đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm áp dụng chương 7 của Liên Hợp Quốc để buộc Israel phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Iran vẫn tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Hezbollah. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đến thăm hiện trường một cuộc không kích chết người của Israel tại miền nam Liban, đánh dấu sự đoàn kết của Tehran đối với phong trào này. Hezbollah bắn gần 400 quả tên lửa tấn công Israel. Theo báo VOV đưa tin mới đây, quân đội Israel cho biết trong 2 ngày qua, lực lượng Hezbollah ở Liban bắn tổng cộng gần 400 quả tên lửa tấn công Israel, đánh dấu một trong những đợt tập kích tên lửa ác liệt nhất kể từ đầu chiến sự. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi sáng 13 tháng 10 với khoảng 40 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban hướng vào khu vực Thượng Galilee ở phía bắc Israel. Trước cuộc bắn phá này, Hezbollah phóng tổng cộng hơn 320 quả tên lửa và máy bay không người lái tấn công Israel trong dịp lễ Yom Kippur, quan trọng trong năm của người Do Thái. Hầu hết số vật thể bay của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống và không gây ra thương vong nghiêm trọng. Ở chiều ngược lại, IDF tiến hành không kích khoảng 200 mục tiêu Hezbollah tại nhiều khu vực khác nhau ở Liban, trong đó có các điểm tập kết vũ khí dọc biên giới Liban-Syria. Song song với các cuộc không kích, bộ binh Israel tiến đánh nhiều vị trí Hezbollah ở khu vực phía nam Liban, loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 50 tay súng. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel vào Liban trong ngày 12 tháng 10 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các nguồn tin Israel dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầng cao THAAD tại Israel. Theo đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang cân nhắc chứ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuyển hệ thống THAAD đến Israel. Trước đó, một số nguồn tin Israel nói rằng Mỹ sẽ triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo THAAD cùng binh sĩ đến Israel như một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho cuộc tấn công trả đũa Israel nhằm vào Iran.
Theo báo tin tức thông tấn xã Việt Nam đưa tin, cuộc khủng hoảng lãnh đạo của Hezbollah có thể dẫn đến các cuộc đấu tranh giành quyền lực nội bộ và thay đổi chiến lược. Một lứa thủ lĩnh cực đoan hơn có thể xuất hiện và họ có thể phản công Israel bằng sức mạnh tàn khốc hơn. Israel đang tiếp tục chiến dịch không ngừng nghỉ của mình nhằm phá tan hàng ngũ lãnh đạo của Hezbollah. Hai tuần trước, Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah trong vòng 32 năm, đã bị ám sát trong một cuộc không kích có mục tiêu của Israel. Gần đây hơn, quân đội Israel cho biết họ đã giết một thành viên Hezbollah đang thu thập thông tin tình báo chống lại Israel tại cao nguyên Golan. Những thủ lĩnh Hezbollah khác được cho là đã bị Israel giết, bao gồm Fuad Saka, chỉ huy mảng chiến lược của nhóm, Ali Karaki, người đứng đầu mặt trận phía nam của Hezbollah, và Ibrahim Aquin, chỉ huy mảng hoạt động quân sự của Hezbollah. Trong khi đó, Hassem Safi Eddine, là anh họ của Nasrallah, được coi là người kế nhiệm lãnh đạo nhóm, đã mất tích kể từ khi Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam của Beirut vào tuần trước. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hôm 9 tháng 10 rằng người thay thế Nasrallah và người thay thế ông ta đã bị lực lượng Israel giết chết. Không rõ liệu ông Netanyahu có ám chỉ đến Safi Eddine hay không. Ông Netanyahu nói thêm, ngày nay Hezbollah yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Mặc dù giới lãnh đạo Hezbollah đã phải chịu những đòn giáng nghiêm trọng, các chuyên gia tin rằng một khoảng trống quyền lực đã xuất hiện, mở đường cho những nhà lãnh đạo cực đoan hơn có thể đáp trả Israel bằng sức mạnh tàn khốc. Mohamed Al-Bassa, một nhà phân tích an ninh Trung Đông có trụ sở tại Mỹ, nói với Business Insider rằng việc Hezbollah tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới có thể dẫn đến một cuộc đấu tranh quyền lực tạm thời hoặc sự chia rẽ nội bộ. Ban đầu có thể làm suy yếu ảnh hưởng của nhóm này ở Liban. Điều này có thể làm mất ổn định và thay đổi các chiến lược chính trị và quân sự của Hezbollah. Tuy nhiên, ông Al-Bassa cho rằng tình hình như vậy sẽ chỉ là tạm thời và xung đột có khả năng sẽ leo thang hơn. Anthony Lowenstein, tác giả cuốn Phòng thí nghiệm Palestine, nói với Sky News, nhóm này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhiều người có thể trỗi dậy, nhiều nhân vật cực đoan hơn có thể xuất hiện. Ông William F. Wetzler, giám đốc cấp cao tại trung tâm Rafik Hariri và các chương trình Trung Đông cho biết cần phải nhớ rằng Hezbollah đã trở nên nguy hiểm hơn sau khi người sáng lập của tổ chức này là Abbas al-Musawi bị Israel ám sát vào năm 1992. Ông Wessler chỉ ra rằng cái chết của Musawi là chất xúc tác trong một loạt các cuộc tấn công khủng bố, bao gồm một vụ đánh bom liều chết vào Đại sứ quán Israel ở Buenos Aires do một thành viên của Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, một nhóm có liên hệ với Hezbollah thực hiện. Mireille Ribay, Chủ tịch nghiên cứu Trung Đông tại Trường Đại học Dickinson ở Pennsylvania, cũng đã nhắc lại quan điểm đó trên tờ The Conversation. Bà Ribay cho biết Israel có thể không nhất thiết đạt được tác động mong muốn. Bà Ribay nói thêm, Nasrallah đã đi theo bước chân của al-Musawi và dưới sự lãnh đạo của ông ta, nhóm này đã mở rộng chiêu mộ, kho vũ khí và phạm vi hoạt động bên trong và bên ngoài Liban. Lịch sử giờ đây có thể lặp lại. Theo báo VOV đưa tin, bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận, quân đội Israel tiếp tục yêu cầu hàng nghìn cư dân ở nhiều ngôi làng phía nam Liban phải di rời nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo vào quốc gia láng giềng. Trong thông điệp bằng tiếng Ả Rập trên mạng xã hội X hôm nay, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Avichai Adrae yêu cầu cư dân tại 22 ngôi làng ở phía nam Liban di rời về phía bắc sông Awali. Thông điệp của IDF nêu rõ, lực lượng này tiếp tục tấn công các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở bên trong hoặc gần các ngôi làng nằm trong danh sách người dân phải sơ tán. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, cư dân tại 22 ngôi làng được yêu cầu di chuyển về phía bắc sông Awali và không trở về nhà trước khi có thông báo mới. Trước đó, IDF cũng cảnh báo các nhân viên y tế và các đội cứu hộ Liban không sử dụng xe cứu thương tại khu vực phía nam vì cho rằng các xe cứu thương cũng được Hezbollah sử dụng. IDF khẳng định sẽ tấn công tất cả các phương tiện chở người vũ trang, không phân biệt chủng loại. Quân đội Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh Mũi tên phương Bắc vào Liban sáng sớm ngày 23 tháng 9. Đến đêm 30 tháng 9, bộ binh Israel vượt qua biên giới tiến đánh khu vực nam Liban. Theo nhiều báo cáo, các cuộc tấn công của Israel vào Liban đã khiến hàng nghìn người chết và bị thương, trong đó có nhiều dân thường, đồng thời buộc hàng trăm nghìn cư dân ở cả khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên án gay gắt chiến dịch quân sự của Israel, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Liban cũng như luật pháp quốc tế. Theo thông tin từ báo Người Lao Động,
sau vụ Israel oanh tạc và ám sát thủ lĩnh Sayed Hassan Nasrallah hôm 27 tháng 9. Bộ máy chỉ huy Hezbollah bị gián đoạn trong thời gian ngắn, nhưng tổ chức này đã tái lập phòng chỉ huy chiến dịch mới trong vòng 72 giờ, theo hai nguồn tin ẩn danh thân cận với Hezbollah. Bất chấp nhiều đợt tấn công sau đó của Israel, trung tâm chỉ huy mới vẫn hoạt động liên tục trong trạng thái hoàn toàn bí mật, đảm bảo các tay súng Hezbollah vẫn có thể nhận lệnh khai hỏa rocket hoặc tấn công từ ban lãnh đạo, một nguồn tin ẩn danh khác cũng của Hezbollah nói với Reuters. Nhà phân tích Abraham Levin thuộc Viện Chính sách Alma của Israel chỉ ra rằng, dù bị thiệt hại bộ máy chỉ huy, Hezbollah vẫn là lực lượng đáng gờm, có khả năng tấn công đáng kể vào lực lượng Israel. Ông Levin nhận xét, Hezbollah vẫn là đội quân hùng mạnh như chúng ta vẫn biết. Trong khi Israel tăng cường các cuộc không kích ở miền nam Liban, thung lũng Beka và vùng ngoại ô phía nam Beirut, Hezbollah trả đũa bằng các đợt phóng rocket. Lực lượng bán quân sự đến nay vẫn chưa sử dụng các loại vũ khí mạnh nhất trong kho, dường như là để dành cho cuộc xung đột dài hơi. Hezbollah cũng kiềm chế không tập kích vào các thành phố lớn của Israel như Tel Aviv, có thể do lo ngại đối phương tấn công trả đũa trên quy mô rộng vào cơ sở hạ tầng của Liban. Trong mắt của quan chức phía Israel, điều này lại đồng nghĩa với việc kho vũ khí của Hezbollah đã thiệt hại nặng, khiến nhóm chỉ bắn 100-200 quả tên lửa mỗi ngày so với dự kiến là hàng nghìn quả. Dù vậy, ông Andris Krik, giảng viên cao cấp tại Đại học King's College London, Anh, tin rằng năng lực của Hezbollah có suy giảm thì nhóm vẫn sở hữu đủ hỏa lực để tiếp tục hoạt động trong tương lai gần. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang ngày qua khi Hezbollah phóng hàng chục rocket và UAV vào Israel. Trong khi đó, Israel tiếp tục hứng chỉ trích vì cáo buộc nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở Lebanon. Ngày 11 tháng 10, Hezbollah tiếp tục phóng rocket và máy bay không người lái UAV về phía Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết hơn 20 quả rocket đã được bắn vào miền Bắc Israel liên tục trong một giờ. Nhiều rocket đã bị đánh chặn và một số rơi xuống khu vực chống chảy. Israel cũng báo cáo về một UAV từ Lebanon tấn công tòa nhà ở trung tâm thành phố Helia, Israel. Vụ va chạm đã gây ra hỏa hoạn và một số khu vực của thành phố bị mất điện, không có thương vong sau vụ việc. Tờ The Times of Israel dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, cảnh sát và các chuyên gia xử lý bom đang có mặt tại hiện trường, xử lý các mảnh vỡ và tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng để giảm thiểu mọi rủi ro cho người dân. Hiện tại không có thương tích nào được báo cáo, mặc dù có một số thiệt hại cho tòa nhà. Tối ngày 11 tháng 10, Hezbollah ra tuyên bố rằng lực lượng Israel đã thất bại trong nỗ lực tiến vào miền nam Lebanon và đang phải đối mặt với sự kháng cự đáng kể. Hezbollah cũng cáo buộc Israel sử dụng nhà dân ở một số thị trấn phía bắc Israel làm điểm tập trung và Hezbollah coi đó là mục tiêu. Ngày 11 tháng 10, quân đội Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel nhắm vào một căn cứ quân sự ở Kafra, miền nam Lebanon, đã giết chết hai binh sĩ Lebanon, theo đài CNN. Thủ tướng Lebanon Najib Mikati lên án cuộc tấn công ở Kafra là một phần của tội ác dai dẳng của Israel chống lại Lebanon. Đáp lại, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đang điều tra vụ việc và nói thêm rằng Israel không biết về cơ sở quân sự nào của Lebanon trong khu vực. Israel nhắc lại rằng quân đội nước này đang chiến đấu với nhóm vũ trang Hezbollah chứ không phải là nhà nước Lebanon. Tại dải Gaza, các nhân viên y tế nói với hãng tin Reuters rằng 13 người Palestine đã thiệt mạng trong đêm ngày 11 tháng 10 do các cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở trại tị nạn Jabalia, miền bắc Gaza. Hiện có hàng nghìn người Palestine mắc kẹt ở Jabalia sau khi Israel tuần trước phát động cuộc tấn công vào khu vực này với lý do ngăn chặn Hamas tái tập hợp, theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới. Trong một dấu hiệu cho thấy xung đột đang lan rộng, một nguồn tin an ninh Syria nói với Reuters rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm có liên hệ với Iran gần sân bay Deir ez-Zor ở đông bắc Syria vào đêm ngày 11 tháng 10. Các bên liên quan chưa bình luận về thông tin trên.